Gia đình nhà Hất đang đi chơi rất vui vẻ. Time to frog. Okay. Yeah. Time to move. Alright. Không những cùng nhau ăn kem, bố Hất còn rất chiều chuộng con trai khi mua cho cậu món đồ chơi ưa thích. Yes. Yeah. Who did that? Nhưng rồi, bố mẹ Hất quyết định cưu mang em bé Tani. Điều này khiến Nick cảm thấy không hề vui. Bố mẹ Hất có việc bận và giao cho Nick chăm sóc Tani. Nick rất tự tin nhận nhiệm vụ. Nhưng dường như Nick của chúng ta đang gặp khó khăn thì phải. Nghe tiếng Tani khóc,
bố mẹ hớt liền lo lắng quay trở vào nhà. Về phía Nick, cậu làm đủ mọi cách nhưng Tani vẫn không hết quấy khóc. Wow. Trong một phút bất cẩn, Nick đã khiến cho Tani bị mắc nghẹn, nhưng chỉ khiến mọi việc tồi tệ thêm và khóc to hơn. Ôi không, nhiệm vụ chăm em của Nick đã thất bại thảm hại. Trong khi bố mẹ hớt dỗ dành Tani, Nick bu bả về phòng. Vào lúc Nick đang ngủ, Tani vào phòng và lấy món đồ chơi ưa thích của Nick ra nghịch. No! Nhưng ôi không, Tani đã làm hỏng đồ chơi của Nick. Nick buồn bã, quay lại định xử tội Tani, nhưng cô bé lại đang bị thương. Tiếng khóc và vết thương của Tani đã khiến bố mẹ hiểu nhầm, Nick bắt nạt Tani. Bố không cho Nick giải thích mà đã ra tay với cậu. Nick tức giận bỏ đi. Vào lúc đang buồn bã, cái thiện và cái ác bên trong Nick xuất hiện. Cái ác vẽ ra kế hoạch vứt bỏ Tani, giành lại tình yêu từ bố mẹ cho Nick. Cậu có vẻ hứng thú với kế hoạch này. Trái lại, cái thiện hướng Nick đến một cuộc sống hòa thuận với Tani. Nhưng cái ác đã chiến thắng. Cạnh lúc không có ai, Nick bắt đầu thực hiện âm mưu của mình. Nick bế Tani hướng thẳng ra bãi. Tấn công tự từ Nick sang Tani. Trong lúc hai anh em giằng co với gã say rượu, Tani đã đỡ cho Nick một cú đánh chí mạng. Ôi không, Tani đã bất tỉnh. May mắn thay, Tani đã được cứu và sống hòa thuận với Nick từ nay về sau. Yes!
Papa! Mama! Oh no! 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 No!
have you ever seen? Yeah! Yes! Bye-bye! Time to brawl! Aha! Hey, Nita! We can do this! Check me out! Oh no! Hello! Oh!